Bây giờ chúng ta lại để một bài nữa nhé. Thì cái bài này nó gồm có mấy cái nội dung như sau. Các bạn quan sát, tôi có một số các cái bài mẫu như thế này, cái tài liệu mẫu như thế này, một cái đồng hồ này, một cái van áp lực này, một cái vòng bi, một cái bàn phím, và từ những cái ảnh này chúng ta sẽ cắt ghép xử lý để ra một cái thiết kế cuối cùng như thế này. Thế trong này thì có kiến thức gì mới hay không? Có một chút là chúng ta bắt đầu làm việc với chữ để đưa được chữ vào trong bản thiết kế. Thứ hai là chúng ta làm quen với một chút vào trong cái gọi là layer style, là hiệu ứng cho một layer. Thế còn lại thì là kiến thức cũ, các cái cách thức lựa chọn đối tượng như thế nào, tô chuyển và được chạm thêm một chút với kiến thức về blending mode, chế độ hòa trộn của lớp. Thế thì để concept thì chúng ta sẽ thấy là cái ảnh bàn phím chính là cái ảnh nền mà chúng ta sẽ sử dụng. Do đó thì chúng ta sẽ lấy cả cái tài liệu như sau. Mở cái này ra. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy các cái ảnh này. Mỗi một ảnh này chúng ta lấy nội dung xong thì chúng ta phải đóng lại cho nó gọn gàng. Đó. Thế để lấy cái ảnh này thì các bạn quan sát hầu hết là những cái ảnh này nó đều có nền trắng, do đó thì lấy rất là dễ bằng cách là Magic Wand. Chúng ta sẽ chọn lấy tất cả những cái phần mà màu trắng, sau đó thì Ctrl Shift Y ngắn đảo ngược vùng chọn lại thì chúng ta sẽ lấy được cái Select Invert, đúng không? Thì nó sẽ lấy cái phần trong cho chúng ta. Sau đó thì chúng ta có thể là đưa cái tài nguyên này vào trong cái ảnh này. Tương tự như vậy thì tôi sẽ lấy tiếp những cái phần còn lại. Ví dụ ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có cái chế độ Contiguous này, chúng ta tắt mất, do đó thì nó lấy cả phần trắng ở bên trong. Do đó thì chúng ta có thể bật cái này lại để chúng ta chỉ lấy cái phần trắng ở bên ngoài thôi. Sau đó cũng đảo ngược, chúng ta lấy được cái van thì chúng ta lại đưa sang đây và đóng cái này lại. Tiếp nữa, chúng ta lấy cái đồng hồ, lấy nền trắng, đảo ngược lại. Và kéo nó sang đây. Tất cả tài nguyên chúng ta đã lấy đủ. Và bây giờ chúng ta sẽ mở song song hai cái bài này để chúng ta bắt đầu sắp xếp. Có mấy vấn đề nhỏ nhỏ như sau. Trước hết là chúng ta cần phải xử lý tất cả những cái phần mà bevel. Mặc dù là cái vùng chọn chúng ta tạo ra thì nó cũng tương đối sát, nhưng các bạn biết là các cái hình của chúng ta thì nó là cái hình mà mang tính tròn, và do đó thì kiểu gì nó cũng sẽ dính bevel một tí, tại vì các điểm ảnh chúng ta là hình vuông. Đó. Thế để xóa, để mà xử lý các bevel này thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn bật cho tôi cái cửa sổ layer lên, nhấn F7 gọi nó, sau đó giữ Ctrl và chúng ta bấm vào đây để chúng ta tải vùng chọn lên. Sau khi tải vùng chọn lên, chúng ta sẽ đảo ngược nó lại, Select Invert. Lúc này thì nó sẽ chọn bên ngoài. Nếu như tôi nhấn phím Delete xóa bây giờ thì sẽ không có bất cứ cái gì bị xóa cả. Tuy nhiên, nếu như tôi gán thêm Feather và tôi cho nó là độ khoảng 1 pixel thì lúc này nó sẽ xóa vùng trống, nhưng đồng thời sẽ lấn vào bên trong cái vùng mà có điểm ảnh. Nhấn một lần, hai lần, ba lần gì đó thì nó sẽ xóa vào phía trong và nó sẽ xử lý cái bevel đi cho chúng ta. Sau khi mà sạch sẽ được bevel rồi, tôi sẽ sắp xếp nó về đúng cái vị trí như trong bài mẫu. Nhấn Ctrl T, xoay trở một chút cho nó ra đúng cái góc bài mẫu, và sau đó thì đưa vào trong cái vị trí làm sao cho nó giống như bài mẫu. Cũng lặp lại thao tác đó với những cái đối tượng còn lại, ví dụ như là cái van áp lực. Ctrl click vào thumbnail, select invert, select modify feather 1, ok, nhấn delete một vài lần, tùy theo bao nhiêu nhiều hay ít mà nhấn xóa
nhiều hay ít, sau đó thì sắp xếp nó về đúng cái vị trí cần thiết của nó. Vòng bi cũng làm tương tự như vậy. Control Shift Y ngắn. Shift F6. Enter. Delete một vài lần. Và sau đó thì chúng ta sẽ sắp xếp vào vị trí. Ok, đến đây chúng ta đã có được tổng quan về mặt vị trí là xong rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta phải xử lý tiếp một vấn đề, đó là làm trong cái nền của cái đồng hồ. Bình thường ra thì chúng ta có thể sẽ nghĩ ngay đến cái cách là sử dụng Magic Wand và chúng ta chọn cái phần nền đen của đồng hồ, sau đó xóa đi. Tuy nhiên phương pháp này thì không cần thiết ở trong cái trường hợp mà có cái nền đen như thế này. Các bạn có thể sử dụng một cái thuộc tính của layer, đó là Blending Mode, bằng cách là chọn cái layer chứa cái đồng hồ. Sau đó thì các bạn mở cái cửa sổ layer này ra, và thay vì để nó ở chế độ Normal, các bạn sổ danh sách ra và các bạn chọn cho tôi cái chế độ Screen. Ở chế độ này thì nó có một cái thuộc tính rất là đặc biệt, đó là nó sẽ giấu, tự động ẩn giấu đi tất cả những cái điểm ảnh mà mang tính tối và đen, nó chỉ giữ lại cái phần sáng thôi. Do đó thì chúng ta có thể xử lý nó cực kỳ nhanh mà không cần phải làm thêm bất cứ thao tác nào cả. Đến đây thì về mặt tổng quan đã xong, tôi còn hai thứ phải làm. Một là tạo ra một cái màu tô chuyển theo cái kiểu màu tím như thế này, một bên đậm một bên nhạt, và thứ hai là tôi đưa text vào, đồng thời dán thêm các hiệu ứng cần thiết vào trên cái text này. Thế thì về tô chuyển thì rất là đơn giản như sau. Tôi sẽ tạo ra một cái layer mới. Layer mới này tôi sẽ tô màu tím vào đây. Các bạn thiết lập cho tôi màu tím cần thiết. Sau khi mà thiết lập xong màu tím rồi, tôi sẽ tiến hành tô chuyển bằng cách bấm vào đây, sổ danh sách này ra, và tôi sẽ chọn cái chế độ thứ hai. Đấy là chế độ tô màu từ màu tiền cảnh mà trong dần. Đó. Sau đó thì tôi sẽ chọn kiểu tô linear, và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành là tô. Đến đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó có màu tím rồi, cũng có cái độ chuyển rồi. Nếu mà chưa được như ý muốn, các bạn có thể tăng giảm cái opacity đấy, để các bạn làm chủ cái độ trong đục của nó. Còn màu mà muốn lấy cho nó đúng thì chúng ta phải có cái màu mẫu gốc. Ở đây thì nó đã bị giảm opacity rồi, cho nên tương đối khó để mà chúng ta lấy, trừ khi chúng ta có cái bài mẫu. Nhưng bài mẫu thì chắc chắn là có cả layer, có cả cái layer gốc, cho nên là các bạn có thể bật giảm cái opacity về đúng cái nguyên bản của nó 100%, đo màu mẫu, sau đó thì tô là nó sẽ ra đúng chuẩn. Thế đến đây thì phần nền, phần màu là xong. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với việc nhập text vào. Để nhập text thì rất là đơn giản, các bạn chọn công cụ text. Sau đó thì khi mà chúng ta chọn text rồi thì bắt đầu thành option ở phía trên, nó hỗ trợ chúng ta trong cái việc là thiết lập các tham số cho text. Ở đây thì chúng ta cần một cái phông nó tương đối là, thứ nhất là không chân, thứ hai tương đối dày một chút, thì chúng ta sẽ chọn dạng phông impact. Size thì chúng ta thiết lập nó lớn một tí, độ khoảng 60. Sau đó thì chúng ta sẽ kích chuột vào đây và nhập cái, khi nào dấu nháy xuất hiện thì chúng ta sẽ gõ cái nội dung vào đây. Ví dụ thế này, nếu cảm thấy mà chưa đủ, các bạn có thể bôi đen, các bạn tăng tiếp cái kích thước này lên nữa. Hoặc nếu không, các bạn có thể bắt nó làm việc giống như là một layer text hoặc một layer ảnh thông thường, một cách nhấn Ctrl T thì cái transform nó sẽ hiện ra. Các bạn có thể giữ shift, các bạn co duỗi nó để các bạn thay đổi kích thước. Đến đây thì về mặt nội dung text thì chúng ta đã làm xong. Tuy nhiên chúng ta cần phải lưu ý một chút là text thì nó có một cái điểm đặc biệt là nó không làm việc với vùng chọn. Thứ nhất là như thế,
Thứ hai là các phép tô thông thường mà chúng ta áp dụng cho một cái vùng điểm ảnh thì nó không khả dụng với lại cái text này. Các bạn có thể kiểm tra bằng cách vào menu edit. Cho menu edit thì các bạn sẽ thấy rằng khi tôi chọn lớp text đây, lớp text được chọn, thumbnail của nó sẽ là hình chữ T thay vì là một cái hình ảnh gì đó, và nó sẽ có một cái đoạn nội dung ngắn ở đầu này để cho biết là cái nội dung chữ của chúng ta đưa vào là cái gì. Thế đến đây thì các bạn sẽ thấy là các phép tô thì ở đây chúng ta không tô được, nó không chấp nhận làm việc với text giống như là điều ảnh. Do đó thì chúng ta phải làm bằng cách khác. Quan sát ở đây một chút, chúng ta xem cái text này nó gồm có những cái gì nhé. Thứ nhất là phép tô thì trông có vẻ nó giống như là tô mẫu pattern chứ không phải là một màu bình thường. Do đó thì bây giờ tôi muốn tô pattern ở đây, nhưng các bạn sẽ không tô được pattern bởi vì lệnh fill ở đây không khả dụng nhá. Thứ hai là nó có độ dày, mà cái text của chúng ta đang bẹt như thế này, flat đó. Thứ ba là nó có một cái bóng đổ. Thì tất cả những cái điều này chúng ta đều có thể làm bằng cách là gán một layer style. Thực ra thì layer style nó không phải là cái gì mà chỉ dành cho text. Cứ cái gì mà các bạn nhìn thấy nó xuất hiện ở trong cái đây nhỉ, trong layer thì đều được quyền gán layer style hết. Nó giống như là một cái thứ đính kèm vào trong layer. Chúng ta có thể thay đổi, chúng ta tắt bật, chúng ta có thể bỏ đi, rất là thoải mái. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ lần lượt làm các thao tác như sau. Trước hết là tô màu cho nó giống kiểu của nó đã. Các bạn có thể lấy một cái mẫu nào đó, các bạn thiết lập cái mẫu pattern từ bài mẫu, hoặc không thì đơn giản là bây giờ chúng ta cứ biết là tôi có thể tô được pattern vào trong cái mẫu chữ đã. Thì chúng ta sẽ vào làm như sau. Các bạn vào layer. Trong layer này các bạn bấm chọn layer style và tìm tới cái lệnh là pattern overlay. Chúng ta có thể hiểu một cách nôm na là nó sẽ bọc một cái pattern vào trong cái đối tượng đó. Đây, bấm vào đây, bảng thoại hiện ra. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái pattern nào đó, chúng ta đưa vào. Đơn giản là bây giờ tôi đưa được pattern vào đã. Đấy, còn làm sao để có được một cái pattern giống hệt mẫu thì lúc đấy chúng ta sẽ phải mất công chúng ta lấy lại các cái mẫu pattern để chúng ta xử lý. Đến đây thì các bạn sẽ thấy rằng là ok, pattern có rồi. Đó. Bây giờ chúng ta làm tiếp thao tác như sau. Làm dày lên thì cũng làm ở trong layer style, layer style này. Chúng ta sẽ chọn là bevel emboss. Bảng thoại hiện ra. Chúng ta làm những cái gì? Trước hết là giải thích về cái độ làm dày lên thì nó có rất nhiều chế độ khác nhau. Sổ danh sách này ra, các bạn sẽ thấy là chúng ta có outer bevel này, inner bevel này, emboss này, pillow emboss này và stroke emboss. Đầu tiên, outer bevel thì các bạn quan sát ở đây, cái độ làm dày lên có hay không? Có rồi. Nhưng nó làm dày như thế nào? Nó làm dày bằng cách là nó tạo ra một độ vát từ cái layer đằng sau cái text đó vát lên trên mặt text để cho có cảm giác là dày. Đấy là dạng outer bevel. Trường hợp thứ hai, inner bevel thì nó không liên quan đến layer nằm phía sau cả, mà nó sẽ làm nội tại ở trong cái layer mà chúng ta đang làm thôi. Từ cái đế của cái layer đó nó làm vát lên để tạo độ dày. Thế còn trường hợp thứ ba là emboss. Emboss thì nó là một cái line giữa inner bevel và outer bevel, tức là một nửa là nó làm vát lên ở ngay chính cái layer chủ và một nửa nó làm ở cái layer đằng sau cái layer chủ đó vát lên để tạo độ dày. Thế còn pillow thì nó là làm dày lên theo kiểu khả. Đấy. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy một cái đồ khảm chưa nhỉ? Khảm chai, khảm ốc thứ ở trên những cái tủ thờ ấy. Đấy thì các bạn thấy rằng là nó phải cắt cái mảnh chai ra, mảnh ốc ra, sau đó thì nó lại vẽ nó can xuống dưới cái nền cái tủ đó, sau đó nó lại phải khoét cái gỗ xuống đúng bằng cái bề mặt dày nó mới dán vào, nó mới đưa vào. Thì cái dạng này nó làm giống như là khảm cái chữ vào trong cái nền đằng sau. Đấy, ở đây chúng ta có thêm mấy cái tham số mà cần phải lưu ý. Ví dụ về phần technique, ở đây chúng ta sẽ có smooth này, cheese hard này, cheese soft này. Thì cái này nó sẽ tác động tới cái độ vát
cái độ làm dày lên, cái mép của nó trông là cứng hay mềm, vát nhiều hay vát ít đấy. Cái độ deep này thì là gì? Trong trường hợp này thì tôi sẽ cần một cái, để tôi xem kiểm tra lại cái bài mẫu nhá. Cái này là inner thôi, tức là nó không dính dáng gì đến cái hàng sau cả. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm lại layer, layer style, bevel emboss, và chúng ta sẽ chọn là kiểu inner đấy. Thế còn đủ dày ấy chưa? Thì chúng ta sẽ xem về phần zip này nhé. Đây. Và đây thì là inner này. Đây, muốn cho nó mềm mép đến đâu thì cái phần shorten này các bạn sẽ điều chỉnh để các bạn làm mở mép này. Đấy. Đại loại như thế này thì chúng ta sẽ làm được cái hình của chúng ta nó dày lên. Thế còn về phần bóng thì sao? Phần bóng đổ thì cũng làm trong layer style. Chọn layer style và chúng ta chọn drop shadow. Ở drop shadow thì các bạn lưu ý đến có mấy vấn đề như thế này. Angle và cái quan trọng nhất là cái chiếu sáng. Bóng được tạo ra bởi cái gì? Có một nguồn sáng là chiếu này vấp phải của cái vật bị che ánh sáng thì là nó chặn ánh sáng lại và nó tạo ra cái bóng đen bị che đằng sau. Thế thì cái chiều sáng nó sẽ quyết định là cái chiều chiếu bóng đổ ở phía sau. Và đây, muốn bóng đổ theo cái chiều từ trên xuống, từ trái sang phải thì chúng ta sẽ phải có chiều chiếu sáng cũng từ trên xuống và từ trái qua phải. Thì cái angle này chính là chúng ta điều chỉnh độ sáng, chiều sáng. Và có thêm một cái phần là cái giá trị distance. Distance này khi mà chúng ta tăng hay giảm thì chúng ta sẽ làm cho cái bóng nó xa hay là nó gần vào với lại cái vật chủ. Đấy. Rồi cái split và size này thì nó sẽ làm cho cái bóng của chúng ta trở nên đậm đặc hay là có phần mờ ảo. Size thì là độ lớn, càng lớn thì càng nhòe. Và opacity là độ trong đục của cái bóng. Kể cả thích thì các bạn có thể chọn một cái bóng là màu khác. Mặc định màu đen thì là đúng rồi. Sự khuất sáng thì nó sẽ đổ cái bóng màu đen, cho nên nó đặt mặc định là màu đen. Còn chúng ta thích thì chúng ta cũng có thể là tạo ra một cái bóng màu khác cũng được, nếu chúng ta thích. Đấy, thế về cơ bản thì đến đây thì chúng ta thấy rằng là làm nhanh thì đến đây là chúng ta đã làm lại được cái bài này tương tự như bài mẫu, tức là đã đưa chữ vào này, đã dán được hiệu ứng cho nó này. Đấy, rồi tô màu chuyển này, làm trong được cái mặt đồng hồ này, sắp xếp được các thứ vào bố cục này. Đấy, thế còn nếu mà các bạn vẫn muốn là cố gắng là đưa một cái gì đó mà nó có cái tính chất màu mà giống giống cái thằng này chẳng hạn, thì các bạn có thể ra làm thêm, cũng làm layer style thôi. Layer, chọn đúng layer nhé. Layer này, layer style này. Lúc này các bạn có thể chọn cho tôi một cái gọi là color overlay. Đấy, thì nó sẽ cho phép chúng ta bọc một cái lớp màu mới vào đây. Đấy, bằng cách bọc thêm cái màu mới vào và chúng ta để cho nó cái chế độ và chuyển chế độ đi để cho nó có thể là có tính chất trong, thì nó sẽ đưa dần cái màu này vào, hoặc nếu không để nó mờ cũng được thì các bạn sẽ giảm opacity để cho nó vừa có cái nó vừa có màu, đúng không? Nó vừa có màu mới mà nó vừa ấy. Tốt nhất là nên tìm một cái chế độ màu nào đó. Các bạn có thể là để luôn cái blend mode này. Đấy. Chuyển cho tới khi nào mà các bạn tìm thấy một cái chế độ màu mà nó vừa đủ là có cái độ trong mà nó vừa ăn được màu xuống, nó vừa giữ được cái chất pattern ở phía sau. Đấy, thì các bạn có thể là làm những cái thao tác đại loại như thế để các bạn điều chỉnh thêm về màu. Còn nếu mà đúng ra thì chúng ta phải lấy bằng được cái mẫu pattern theo cái hình mẫu này. Thế còn cách tạo pattern thì tôi đã hướng dẫn các bạn rồi, đúng không? Đấy, thì trong cái bài này thì nó có thêm một vài cái mới, chủ yếu là cách nhập text và
làm việc với layer style. Thế còn layer style đưa vào thì trông nó như thế nào? Đây các bạn để ý một tí. Một đối tượng được đưa layer style thì nó sẽ có thêm cái chữ fx ở cuối của cái layer này, và nó sẽ đính kèm một loạt các layer style mà chúng ta đã gán. Đấy, mỗi một cái thì nó có tên tuổi nằm ở đây. Cái nào làm trước, cái nào làm sau thì nó sẽ đặt ở các cái vị trí khác nhau. Các bạn thích thì các bạn cũng có thể là giải quyết là làm lại để cho nó có cái thứ tự trên dưới khác nhau. Tại vì trong một số trường hợp là một số thứ là nếu mà làm ở cái vị trí mà nằm ở dưới thì nó sẽ không nhìn thấy được. Tuy nhiên là thích hay không thích thì chúng ta có thể tắt bật từng cái một. Ví dụ đây, tôi tắt cái bevel emboss thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó mất đi cái tính chất làm dày lên, bật lại lên thì lại thấy. Tức là nó rất là linh động trong cái việc là tắt hay bật các cái layer style. Và kể cả không thích nữa thì các bạn phải chọn một cái và sau đó các bạn làm sao đây? Bấm delete, xóa cái layer style. Hoặc là không thích thì các bạn có thể bấm gọi một cái cụ thể, các bạn kéo thả vào trong thùng rác thì nó sẽ tắt bỏ cái layer style đó đi. Đấy. Còn với layer style thì có phải làm một lần là xong không? Làm một lần là ra kết quả, nhưng nếu mà không thích hoặc là chưa hài lòng, các bạn có thể bấm đúp vào đây. Nó sẽ mở, nó gọi lại cái bản thoại ra để cho các bạn ra làm các hàm số để các bạn điều chỉnh. Tức là làm việc với layer style thì nó cho phép các bạn làm việc cực kỳ là thoải mái. Đấy. Muốn sửa, muốn thay đổi, muốn gia giảm tham số làm sao để mà đạt được một hiệu quả nào đó thì chúng ta rất là dễ để mà chúng ta điều chỉnh cái điều. Thì như thế là trong cái bài minh họa này thì chúng ta cũng hầu hết là các kiến thức cũ, chủ yếu nhất, lớn nhất là cái phần vấn đề là làm việc với layer style thôi. Và để tìm hiểu cái này thì rất là dễ, vì là chúng ta cứ chọn, chúng ta bấm một cái là nó ra đấy, và sau đó thì có bảng thoại, các bạn có thể gia giảm tham số, quan sát rất trực quan ở trên màn hình, tại vì nó hoạt động theo cách real time. Các bạn điều chỉnh tham số đến đâu là nó sẽ hiển thị cho các bạn nhìn thấy kết quả đến đó đấy. Và nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái bài mẫu cả, tại vì nếu mà làm không đúng, làm sai, làm không thích, các bạn đều có quyền là tắt nó đi, xóa hẳn cái layer style đi mà không có sợ là bị ảnh hưởng đến cái bài ảnh gốc. Đấy, thế thì thêm cái này thì một xíu nữa tôi sẽ gửi cái bài tập mẫu lên trên nhóm, đồng thời tôi ran xong video tôi sẽ đưa lên để cho các bạn có cái để các bạn tham khảo để mà thực hiện lại cái bài này.